Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng túc cầu. Sau giai đoạn thăng hoa, hồi đầu mùa giải Erling Haaland sa sút một cách khó hiểu kể từ sau World Cup 2022. Không còn những chuỗi ngày ghi bàn liên tiếp và người hâm mộ bắt đầu hoài nghi với tiền đạo người Na Uy. Người ta nói Erling Haaland bị bắt bài. Kẻ bảo rằng chân sút 22 tuổi mắc quá nhiều sai lầm khi gia nhập Man City, thậm chí khiến cho đội bóng này tệ đi. Những lời chỉ trích không vùi dập được Erling Haaland, trái lại, nó như một chất xúc tác kích thích cơn điên của con quái vật người Na Uy. Và hậu quả là mảnh lưới của RB Leipzig đã bị xé tới 5 lần. Rồi thì Guardiol, người đã bắt chết Erling Haaland ở trận đấu lượt đi, đã bị cuốn phăng hoàn toàn trước sức mạnh khủng khiếp tới từ chân sút của Man City. Cú rip poker đẳng cấp không chỉ giúp cho Haaland xô đổ hàng loạt những kỷ lục, mà còn thắp lên hy vọng cho The Citizen trong hành trình giải cơn khát Champions League. Sau nhiều lần thất bại ở đấu trường này, Pep Guardiola hiểu rằng việc lặp đi lặp lại cách chơi cũ với điểm nhấn là tiền đạo ảo không thể đưa Man City tới với đỉnh cao của châu Âu. Đó là lý do mà Erling Haaland xuất hiện và mang tới cách tiếp cận hoàn toàn mới cho The Citizen. Thành tích của Man City trong mùa giải năm nay khi có Erling Haaland kém so với mùa giải năm trước. Nhưng rõ ràng, tiền đạo người Na Uy chưa thể giúp cho Man City chiếm được ưu thế trong cuộc đua ở đường dài. Song anh có thể tạo nên sự khác biệt ở một trận đấu loại trực tiếp. Với Haaland, Man City giải quyết được bài toán dứt điểm và từ đó dễ dàng áp đặt được thế trận. Một Haaland hung hãn cùng với kỹ năng dứt điểm đa dạng thực sự là một cơn ác mộng với mọi hàng thủ. Mọi thứ được vận hành theo một quy trình hoàn hảo và tiền đạo sinh năm 2000 giống như một người đóng gói và xuất xưởng các bàn thắng. Nỗi ám ảnh của Pep Guardiola với Champions League cần một bài thuốc giải trừ và nó có thể đến từ vị thần Bắc Âu Erling Haaland. Video được tài trợ bởi FB88.